Xin chào tất cả quý vị đã đến với kênh Shin Un Huy. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 7 tháng 3. Vậy thì nếu như không có gì thay đổi, ngày mai sẽ là ngày bao nhiêu? Có phải là 8 tháng 3 không nhỉ? Mà nếu như không có gì thay đổi nữa thì 8 tháng 3 là cái ngày gì ta? Chắc chắn nó là ngày lễ quốc tế phụ nữ, đúng không cả nhà? Và chính vì thế cho nên ngày hôm nay Shin sẽ có những câu chuyện liên quan về người phụ nữ thân yêu của chúng ta. Và trước khi vào những câu chuyện đó thì Shin xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất của mình đến các bà mẹ nè, các cô nè, các dì nè, các chị, các em. Một ngày lễ mà phụ nữ vùng lên. Nhưng mà không phải là chỉ có ngày lễ 8 tháng 3 chúng ta mới vùng lên đâu, mà tất cả các ngày trong năm thì ngày nào cũng sẽ là ngày 8 tháng 3. Bởi vì những người phụ nữ là những người luôn luôn rất đáng được yêu thương, rất đáng được trân trọng. Và ngày hôm nay xin có một lời chúc tốt đẹp đến tất cả một nửa của thế giới sẽ có một ngày lễ thật là nhiều niềm vui, sẽ nhận được nhiều sự yêu thương, chăm sóc và lo lắng, ân cần, và đặc biệt là thật nhiều những món quà yêu thương của những chàng trai, của những người luôn bên cạnh sát cánh của chúng ta nhé. Vâng, và sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với Shin câu chuyện thứ nhất nào. Let's go. Vâng, và thưa cả nhà, sẽ có những câu chuyện mà khi chúng ta đọc lên, chúng ta sẽ cảm thấy hân hoan, hạnh phúc. Và cũng có những câu chuyện mà khi chúng ta đọc lên, chúng ta sẽ cảm thấy nao nao và có một chút gì đó xót xa. Nhất là vào những ngày mà mọi người đang chuẩn bị cho ngày lễ 8 tháng 3, đi những con đường quen thuộc, chúng ta sẽ bắt gặp được những bông hoa thật là tươi thắm để mà những chàng trai có thể ga lăng và mua để dành tặng cho những người phụ nữ thương yêu của cuộc đời mình. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ bắt gặp được những thân phận phụ nữ cô đơn và nghèo khó. Cả một cuộc đời thì lầm lũi, đơn độc, người ta chỉ biết cho đi và không bao giờ mong được nhận lại. Vậy đã bao giờ bạn thật sự quan tâm đến những người phụ nữ của mình chưa? Hay chỉ có những ngày lễ chúng ta mới mua những bông hoa, những món quà về để dành tặng và cho đó là đã xong nhiệm vụ? Xin mời quý vị hãy cùng đến với Shin câu chuyện đầu tiên cả nhà nhé. Câu chuyện này có tên là Nửa quả dưa hấu. Vào một buổi trưa, tôi tan làm trở về nhà. Nóng quá, bèn lôi quả dưa hấu mát lạnh trong tủ lạnh ra ăn một cách ngon lành. Đúng lúc này, vợ tôi cũng vừa về nhà. Vừa đi vào nhà, cô ấy vừa than thở. Trời ơi, chết khát mất, nóng quá đi. Trời gì mà nóng muốn chết luôn vậy đó. Đi mệt, nắng nóng, thở không ra hơi luôn. Mở tủ lạnh ra, cô ấy ngẩn cả người. Tôi bảo với vợ là miếng dưa hấu đó tôi ăn rồi. Nét mặt cô ấy thoáng có chút không vui, vội vã cầm lấy ly nước, rót nước uống. Nhưng vừa nhấc ấm lên, bên trong thì không còn một giọt nào cả. Thế là tự nhiên cô ấy phát cáu với tôi rằng: anh cũng không biết đun lấy một chút nước, về nhà lâu như thế để làm cái gì? Ở trong nhà, nguyên một cái căn nhà mà không còn lấy một giọt nước nữa, bực cái bội quá đi. Tôi nghe vợ tôi nói như vậy, tôi cũng giận dữ quát lên: ủa, ngộ quá vậy, sao mà cái nhà này, cái chuyện gì cũng là tại tôi hết vậy? Bộ, có một mình cô là biết bực hay sao? Vì cái chuyện nhỏ này mà hai chúng tôi chiến tranh lạnh,
mất một tuần mới hòa giải được. Bố mẹ tôi biết chuyện liền trách mắng tôi, làm việc không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không để ý đến người khác. Tôi cho là không có đúng, bởi vì tôi có làm gì sai đâu. Tôi chỉ ăn hết có nửa trái dưa hấu thôi mà. Mà lúc đó đó thì tôi cũng đâu có nghĩ tới nước uống. Tôi có ngó tới đâu mà biết nước còn hay hết. Có như vậy thôi mà cũng làm rùm beng lên. Đúng là đàn bà, chuyện bé xé ra to. Bố tôi thì vừa cười vừa nói: con không cần phải biện bạch cho bản thân mình nữa. Ngày mai là chủ nhật, cả hai đứa cùng tới đây một chuyến. Ngày hôm sau, tôi chở vợ con sang nhà bố mẹ của tôi. Vừa vào cửa, bố tôi liền sai tôi đi mua giấm chua. Đợi đến lúc tôi mua trở về, bố tôi nói vợ tôi đã đưa con ra ngoài rồi. Nói xong, bố tôi liền bê ra một nửa trái dưa hấu và nói rằng: nhìn con nóng quá, đầu cháy đầy mồ hôi, mau ăn miếng dưa hấu này giải khát đi. Nửa trái dưa hấu cũng chừng 4-5 cân, ông đưa cho tôi một cái thìa. Ăn không hết á thì để phần thừa còn lại cho vợ con về ăn. Tôi cầm cái thìa rồi ăn lấy ăn để, ăn chưa đến một nửa bụng đã no căng. Lúc cả nhà ăn cơm, bố tôi mang ra 2 miếng dưa hấu đặt lên bàn rồi nói với tôi rằng: con xem coi chúng có cái gì khác nhau không. Tôi bối rối nhìn đi nhìn lại. Một nửa là tôi vừa ăn, một nửa còn lại cũng đã được ăn. Nhìn một lúc lâu không ra cái kết quả gì cả, đành phải lắc đầu. Bố tôi chỉ vào miếng dưa hấu và nói: một nửa này là con ăn, còn một nửa này là vợ con ăn. Cả hai đứa bố đều nói rằng nếu ăn không hết thì để phần thừa cho người còn lại. Con nhìn vợ con ăn như thế nào, lại dùng thìa xúc từ bên cạnh rồi vào phía bên trong, ăn hết một nửa, nửa còn lại để nguyên, không đụng tới. Còn đây, con nhìn miếng của con xem nào. Bắt đầu xúc từ chính giữa, ăn hết phần thịt ở chính giữa để phần bên cạnh cho người khác ăn. Người nào mà chẳng biết phần thịt ở giữa ngọt chứ. Từ việc nhỏ này mà xét thì thấy vợ con có tấm lòng hơn con nhiều. Nghe xong, mặt tôi bỗng dưng đỏ lên và thật sự thức tỉnh. Tôi bỗng phát hiện ra rằng thường ngày khi trở về nhà, đôi dép được để gọn gàng, nước trà đã để sẵn trên bàn, chiếc ô được để sẵn ngoài cửa khi trời mưa gió. Đó đều thể hiện tình cảm yêu thương của vợ tôi. Nhưng còn tôi thì sao? Lại cứ tùy tiện coi như không nhìn thấy, không hiểu được những điều đó, mà còn suy bụng ta ra bụng người. Vâng thưa quý vị, đó là câu chuyện thứ nhất, câu chuyện về trái dưa hấu. Chỉ là một cách ăn dưa hấu thôi thì chúng ta nhìn vào, chúng ta có thể biết được rằng người nào thật sự yêu thương và quan tâm người còn lại hơn. Đôi khi chỉ có những việc nhỏ nhoi, đơn giản thôi, nhưng đó là tất cả sự yêu thương của một đôi vai gầy gò, nhỏ nhắn. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Nếu như cảm thấy câu chuyện của Shin hay và có ý nghĩa, hãy dành tặng cho kênh Shin Eun Huy một lượt like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ kênh của Shin cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.